Tưởng đau dạ dày, ai ngờ suýt chết vì nhồi máu cơ tim cấp. Trước đó, bệnh nhân có cơn đau thắt ngực như bóp nghẹt, uống thuốc viêm dạ dày không đỡ. Ngày 21 tháng 4, bà có triệu chứng tương tự, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân vào khoa tim mạch, trung tâm tim mạch điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ trong tình trạng đau thắt ngực kèm vã mồ hôi, khó thở. Từ kết quả siêu âm tim, điện tim, chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán người phụ nữ 55 tuổi bị đau ngực không ổn định, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid, hẹp động mạch vành, nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân được nong bóng đặt một stent tim, sau can thiệp dòng chảy tái thông tốt, bệnh nhân được chuyển về khoa tim mạch theo dõi và điều trị. Người nhà bệnh nhân cho biết cách đây 1 tháng bà xuất hiện các cơn đau thắt ngực, đau kiểu đè nặng, bóp nghẹt, kéo dài khoảng 10 đến 15 phút, cơn đau lan lên cổ, hai vai, cánh tay trái, trong cơn kèm khó thở, vã mồ hôi. Bệnh nhân đi khám tại bệnh viện gần nhà, được chẩn đoán viêm dạ dày, kê đơn thuốc về uống không đỡ. Nhồi máu cơ tim là tình trạng thiếu máu đột ngột nuôi tim do tắc nghẽn động mạch vành. Bệnh lý này thường gặp ở người cao tuổi, nam giới, người có thói quen hút thuốc lá, bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Gần đây, nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy tuổi trung bình của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim đang dần trẻ hóa. Tỷ lệ nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi đã lên tới hơn 10% tổng số ca nhồi máu cơ tim. Triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp rất đa dạng, điển hình là đau thắt ngực và khó thở. Các triệu chứng bao gồm cảm giác nặng ngực hoặc là thắt bóp trong tim, đau vùng ngực lan ra sau lưng, lên hàm hoặc là cánh tay trái, kéo dài hơn vài phút hoặc là có thể hết sau đó tái phát. Kế đến là khó thở, vã mồ hôi, hồi hộp, cảm giác ngạt thở, nhịp tim nhanh, mệt mỏi. Một số bệnh nhân có triệu chứng như buồn nôn, khó tiêu, ở chua, khó chịu, hoặc là đau dạ dày có thể đau lan lên cổ và cánh tay, nên người dân rất dễ nhầm lẫn với cơn đau dạ dày. Khi có những biểu hiện trên người, người dân nên đến bệnh viện có chuyên khoa tim mạch để được điều trị kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.